Xôn xao cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam đang gây bão mạng xã hội. What the hell? Mới đây, Giang Cư Mận đã được một fan cười mệt nghỉ khi mới nghe đến cuộc thi có tên Hoa hậu Trí khôn. Điểm hài hước ở đây là cuộc thi này lại sử dụng từ trí khôn để đặt tên. Có thể thấy trong clip, các thí sinh tham gia trình diễn với trang phục áo dài trắng cùng nón lá hệt như một cuộc thi nhan sắc. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc về tên gọi và tiêu chí cuộc thi. Một số ý kiến bày tỏ sự hoang mang, không biết đây là chương trình tôn vinh nhan sắc hay trí tuệ. Dù là tôn vinh cái gì đi chăng nữa nhưng tên cuộc thi này đã khiến nhiều người thắc mắc về xuất xứ Bình Dương của mình. Kính thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với sân khấu của đêm chung kết cuộc thi Miss Intelligence Fortune Việt Nam, Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023. Vâng thưa quý vị, Miss Intelligence Fortune Việt Nam, Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 là chương trình tìm kiếm những cô gái giàu tri thức, bản lĩnh, có thể chịu được sức nặng của vương miện nặng 25kg. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là tình huống giả định trong phần chung kết của cuộc thi Gương mặt MC Nhân văn tổ chức tối 20 tháng 5 ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ban tổ chức chuẩn bị 2 tiểu phẩm về các sự kiện diễn ra trong đời sống, sau đó top 8 thí sinh sẽ chia làm 2 đội ứng với 2 tiểu phẩm. Tiểu phẩm đầu tiên có chủ đề về hầu đồng, tiểu phẩm thứ 2 có chủ đề về cuộc thi hoa hậu. Trong đó, tiểu phẩm Hoa hậu Trí khôn Việt Nam lập tình huống giả định về một cuộc thi nhan sắc chưa được cấp phép, bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra khi đang diễn ra vòng chung kết. Sau khi biết được thực hư của cuộc thi hoa hậu này, nhiều người đã thấy hơi hụt hẫng bởi lẽ cái tên Hoa hậu Trí khôn Việt Nam đã phần nào gây được sự chú ý đối với khán giả. Hầu hết đều tò mò xem những thí sinh sẽ dự thi bằng những phần trình diễn như thế nào. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.